Hello, xin chào quý nhà, quý anh em và cả nhà. Chiều nay cũng xin làm thêm một em Isuzu máy 4 cho anh em xem nhé. Anh em đang nghe tiếng nổ ranty của em Isuzu 4BB1. Cái tông của em này là 1.02 và sức ngựa của em này là 95 sức ngựa nha anh em. Máy thì hơi lốm đốm sơn, tuy nhiên cái chất lượng của em này phải nói theo trong cái suy nghĩ của mình thì quá tuyệt vời, bởi vì nghe tiếng nổ và cái dàn hơi là khá chuẩn. Đây là mình test hộp số cho anh em xem nha, mò này. Ok, xin nói sơ qua về hộp số em này. Đây là hộp số Nico 26A-1 và tỷ số tiền là 2.43. bố lớn nha anh em nha, rồi xài chịu tải cực kỳ ngon. Nói thật là nhìn sơn của em này thì cũng không ưng lắm, nhưng mà nó chỉ tróc bạn chủ kỹ thì nó đổ nó sẽ sơn và thôi, đó là việc của chủ hàng ở bên Nhật, người ta muốn sơn cái gì đó người ta sơn. Tuy nhiên này, mình quay lại cái con heo này, các bạn thấy không? Sơn green cực kỳ đẹp, ranty rất là chuẩn nha. Các anh em đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người nha. Một cái máy không phải nhìn bên ngoài mà mình đánh giá được, cũng như một con người mình không thể mình nhìn và ở bên ngoài mình đánh giá người ta. Các bạn thấy không? Hơi rồi, phải nói rồi chuẩn rồi, lại đây chuẩn. Đấy, các bạn thấy đây, bơm nước đề động đầy đủ hết, ranty dễ thương gì đâu luôn. Các bạn nghe tiếng nổ nha. Tiếng nổ thì sẽ có cái nhìn đánh giá cái lời giới thiệu của mình. Mình không giới thiệu lời sai đâu các bạn. Có sao nói vậy người ơi. Đẹp là đẹp mà xấu là xấu. Nói chung các anh em hàng bãi thì nó phải lâm tâm li ti về cái vết sơn lốm đốm thôi. Nó không như máy bộ đâu các bạn. Nhưng mà phải nói là em này, theo cảm nhận của mình thì anh em nếu đúng nhu cầu mà không nói anh em này thì rất là tiếc, bởi vì giá cũng khá dễ thương. Anh em đừng quên liên hệ qua số điện thoại 0903070753 nếu anh em có nhu cầu nhé. Và đừng quên cho một nút like nếu anh em cảm thấy video này hay, hoặc là ủng hộ cây xin thì cho thêm một nút like hoặc là share để giới thiệu máy đến quý anh em có nhu cầu. Ok, chúc quý anh em và các bạn buổi chiều thật là vui sau những ngày, một ngày làm việc cũng thú vị. Cũng may mắn ngày nào cây xin cũng có những khách hàng đến để ủng hộ và lên xe theo hàng về để đưa xuống tàu. Ok, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý anh em những video tiếp theo. Ok, quá đẹp.
rất là tuyệt vời. Đây là một cặp luôn ha. Anh em thích lấy cặp thì lên lấy, mà thích lấy lẻ thì lên, thích em này chích em nấy. Ok, xin chào, chào thân ái quý anh em.